Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. D. Vạn tượng chi nực. Vạn tượng chi nực là thủ đoạn của Vạn Tượng Tông. Những người này là người của Thiên Phong Quốc hay sao? Mấy chục cường giả huyền võ cảnh nục trùng, Thiên Phong Quốc và Tuyết Nguyệt Quốc đặt ngang hàng, cùng phụ thuộc vào đế quốc Long Sơn. Vạn Tượng Tông sao có thể có một nguồn sức mạnh đáng sợ như vậy? Tứ Thiên Phật Ma Lực. Người của Thiên Phong Quốc rất tốt, nhiều người truy sát một mình ta như vậy, ngược lại là thật sự xem trọng Lâm Phong ta rồi. Hôm nay ngươi nhất định là phải chết, có một cánh cũng là khó bay được. À thế à, đôi mắt lạnh thật, chúng ta nhiều người như vậy không tin là không giết được ngươi. Tử sa xuất. Phá. Bạo. Chạy trốn. Có thể chạy được không? Nhiều cường giả như vậy, tên ngốc mới không chạy. Ngươi có chạy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Thế sao? Hơi thở hủy diệt. Không ổn, không ổn. Thế sao? Hơi thở hủy diệt, không ổn, không ổn. Giết hắn, hắn lại thiêu cháy chân nguyên, nhất định là phải giết hắn. Bị thiêu cháy hết rồi, các vị, cho dù hắn thiêu cháy hết chân nguyên, nghe rằng cũng gần hết rồi. Chúng ta đem ngọn núi này hủy diệt, ép hắn ra ngoài. Tốt, chúng ta cứ động thủ như vậy đi. Xem thử ngươi né đi đâu. Còn xong còn không ra ngoài sao? Lại lần nữa. Hắn ở trong lòng đất, chú ý quan sát. Ơi, xem ra hắn thật sự là không ổn rồi. Thà là trốn ở trong cũng không dám ra ngoài. Sợ đối diện với chúng ta, chỉ cần chú ý một chút, nhất định là có thể đánh chết hắn. Cho lổ hết đá đi, không tin là hắn không ra ngoài. Ở kia. Đuổi theo.
bị mắc bẫy rồi, có phi kiếm. Cẩn thận phía sau. Lâm Phong, dụ hai người chúng ta đúng là một tên xảo quyệt mà.